kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một buổi sáng tốt lành. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết sáng 31 tháng 10 của kênh VTC14. Thưa quý vị, hiện nay thì tại miền Bắc không khí lạnh đang tiếp tục suy yếu và di chuyển sang phía đông, tạo điều kiện cho gió đông tiếp tục mang hơi ẩm từ biển thổi vào đất liền. Đồng thời thì kết hợp với sự hội tụ gió trên mực cao nên tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sáng sớm còn có sương mù làm cho tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1 km. Do đó các phương tiện khi tham gia giao thông tại cả khu vực miền núi cũng như là đồng bằng Bắc Bộ cũng cần phải hết sức chú ý tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Bên cạnh đó thì khi ra đường vào thời điểm này, quý vị cũng cần chú ý mang theo áo khoác hay là mũ để tránh cho cơ thể bị nhiễm lạnh vì nhiệt độ thời điểm này vẫn ở ngưỡng lạnh. Hiện nay thì thời tiết miền Bắc sẽ có xu hướng tốt dần lên, vùng hội tụ gió trên cao sẽ hoạt động yếu dần nên mưa sẽ giảm hẳn. Các khu vực đồng bằng trung du trời chủ yếu duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, còn ban ngày trời chuyển nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên ngưỡng 27 cho đến 30 độ. Cùng chung xu thế với thời tiết miền Bắc thì thời tiết tại các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Bình Định cũng đang tốt dần lên. Sáng nay thì mưa và sương mù cũng xuất hiện ở một vài nơi khiến cho tầm nhìn xa trên biển và đất liền có phần bị hạn chế. Nhưng mà đến trưa và chiều nay thì trời sẽ giảm mây và chuyển nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng 27 cho đến 30 độ. Còn với các tỉnh từ Phú Yên cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận, thời tiết tốt, nắng kéo dài trong ngày và nhiệt độ cũng không quá cao, cao nhất chỉ đạt mức 32 độ. Vâng, vậy là thời tiết tại các địa điểm du lịch biển đảo tại Trung Bộ đều rất thuận lợi cho du khách. Và sau đây thì chúng ta cùng đến với thời tiết tại khu vực Tây Nguyên. Thời tiết tại đây ngày hôm nay thì không có nhiều biến động so với những ngày vừa qua, vẫn duy trì trạng thái là đêm không mưa và ngày có nắng, với nhiệt độ cao nhất là từ 27 cho đến 30 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ thì do vẫn chịu sự chi phối của rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng từ 5 cho đến 8 độ vĩ Bắc nên ngày hôm nay thì nhiều khả năng các đám mây đối lưu vẫn tiếp tục hình thành và di chuyển từ ngoài biển vào, gây ra mưa rào và trận dông cho khu vực này chủ yếu vào buổi chiều tối và đêm. Mưa sẽ tập trung nhiều ở các tỉnh miền Tây, đặc biệt là tại khu vực ven biển như là tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ. Tuy mưa nhưng mà nền nhiệt tại Nam Bộ ngày hôm nay thì vẫn duy trì với nền nhiệt cao nhất trên cả nước, dao động trong khoảng 30 đến 33 độ trong ngày hôm nay. Và sau đây thì chúng ta cùng đến với thời tiết trên các vùng biển. Vâng, như đã thông báo thì hiện nay một cơn bão đang hoạt động trên vùng biển phía đông của Philippines với tên quốc tế là Carosa. Dự báo là đến 13 giờ ngày mai, ngày 1 tháng 11 thì vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 18,5 độ vĩ Bắc, 118 độ kinh đông và cách quần đảo Hoàng Sa là khoảng 670 km về phía đông đông bắc. Với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, tức là từ 89 đến 117 km/h, giờ cấp 13, cấp 14. Vâng, như vậy là ngày hôm nay thì thời tiết trên khu vực Biển Đông chưa có những biến động lớn. Còn trên các vùng biển thì gió Đông Bắc vẫn thịnh hành với cường độ khoảng cấp 4, cấp 5. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào ở một vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km, nhiệt độ từ 25 cho đến 30 độ. Còn tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, nhiệt độ từ 26 cho đến 32 độ. Riêng ở phần phía đông của khu vực Biển Đông thì trong ngày hôm nay, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển có thể dâng cao từ 2,5 đến 3 mét. Và từ đêm nay thì do ảnh hưởng của hoàn lưu bão thì vùng biển phía đông khu vực Biển Đông, gió sẽ mạnh lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp 14, biển động dữ dội. Các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển này cần tìm nơi trú ẩn an toàn. Vâng, bản tin thời tiết sáng nay đến đây là hết. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.